Cô chào các em, một tuần tràn đầy năng lượng nhé. Hôm nay các em sẽ tìm hiểu bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Nội dung bài 2 gồm có hai phần. Phần thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Và phần 2 là cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Trước tiên, các em sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Đâu là nguyên nhân khủng hoảng của Liên Xô? Vào năm 1973, khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, tài chính, vân vân của nhiều nước trên thế giới và đã ảnh hưởng trực tiếp đến Liên Xô. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, thì ban lãnh đạo nhà nước Liên Xô đã chậm đề ra những biện pháp sửa đổi, đã không tiến hành các cải cách cần thiết về kinh tế, xã hội để thích ứng với tình hình mới. Mặt khác, ở Liên Xô lúc này, những cái hiện tượng vi phạm pháp chế, thiếu dân chủ, tệ nạn quan liêu, vân vân đã gây bất mãn trong nhân dân. Điều này nó càng khiến cho đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện hơn. Đây là những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Cô mời các em ghi bài. Và đầu những năm 80 của thế kỷ 20 thì tình hình Liên Xô như thế nào? Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nền kinh tế của Liên Xô ngày càng gặp nhiều khó khăn. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp thì trì trệ, lương thực, thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ngày càng khan hiếm, mức sống của người dân giảm sút. Vậy trong bối cảnh đó, ai là người đã đề ra đường lối cải tổ đất nước? Đó là Mikhail Gorbachev. Ông sinh ngày 2 tháng 3 năm 1931. Đây là nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết từ năm 1985 đến năm 1991. Với những nỗ lực cải cách của mình, ông đã giúp chấm dứt cái tình trạng chiến tranh lạnh xuất hiện từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai không lâu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Nên ông đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1990. Đây là hình ảnh khi ông còn đương nhiệm và hình ảnh hiện nay của ông đã được 90 tuổi. Vậy công cuộc cải tổ của ông như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 2 nhỏ, công cuộc cải tổ của Gorbachev. Vào tháng 3 năm 1985, Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo đảng với cương vị là tổng thống. Ông đã đề ra đường lối cải tổ. Công cuộc cải tổ của Gorbachev được tuyên bố như là một cuộc cách mạng nhằm khắc phục những sai lầm thiếu sót trước đây để đưa đất nước Liên Xô thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó. Trong lĩnh vực chính trị thì Gorbachev thực hiện chế độ tổng thống tập trung mọi quyền lực, đa nguyên về chính trị, có nghĩa là nhiều đảng tham gia công việc chính trị của đất nước. Xóa bỏ chế độ một đảng, tức là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Còn về xã hội, ông thực hiện chế độ dân chủ công khai. Về kinh tế, mặc dù ban lãnh đạo Liên Xô đã đề ra nhiều phương án phát triển kinh tế, tuy nhiên kinh tế vẫn chưa có những chuyển biến tốt. Nền kinh tế Liên Xô vẫn trượt dài trong khủng hoảng. Cô mời các em ghi các ý. Vậy hậu quả như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 nhỏ, hậu quả. Đã có nhiều cuộc bãi công diễn ra, xung đột sắc tộc bùng nổ, nhiều nước Cộng hòa đòi ly khai, tệ nạn xã hội gia tăng, các thế lực chống đối, kích động quần chúng, vân vân. Với tình hình trên,
Liên Xô ngày càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. Đó là cái hậu quả đầu tiên, mời các em ghi. Trong bối cảnh đó, vào ngày 19 tháng 8 năm 1991, một số người lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết đã tiến hành đảo chính để lật đổ Gorbachev, nhưng mà thất bại. Và nó đã gây nên cái hậu quả hết sức nghiêm trọng, đó là Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, nhà nước liên bang tê liệt, các nước Cộng hòa đòi độc lập và tách khỏi liên bang. Liên bang Xô Viết lúc bấy giờ đứng trên bờ vực thẳm. Mời các em ghi ý thứ hai của phần hậu quả. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết đã ký hiệp định về việc giải tán Liên bang Xô Viết và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, viết tắt là SNJ. Đây là lược đồ các nước SNJ. Cộng đồng các quốc gia độc lập viết tắt theo tiếng Anh là CIS, đó là 11 nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết trước đây, bây giờ đã tách ra thành 11 nước Cộng hòa như là Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Uzbekistan, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Ukraine, vân vân. Còn đây là cờ và quốc kỳ và quốc huy của cộng đồng các quốc gia độc lập. Cô mời các em ghi ý tiếp theo. Và ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev đã tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô Viết vào ngày 21 tháng 12 năm 1991 còn tung bay trên nóc điện Kremlin, nhưng đến ngày 25 tháng 12 thì nó đã bị hạ xuống. Đây là sự kiện đánh dấu mốc cho sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô Viết sau 74 năm tồn tại. Thay vào đó là quốc kỳ của Liên bang Nga, và 26 tháng 12 năm 1991, Liên Xô đã chính thức giải thể. Vậy đâu là nguyên nhân công cuộc cải tổ của Gorbachev thất bại? Thứ nhất, đó là do không có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Cái thứ hai là thiếu một đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán. Cho nên là công cuộc cải tổ đã nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lúng túng, khó khăn và cuối cùng là đi đến chỗ thất bại. Cô mời các em ghi ý thứ tư. Các em sẽ tìm hiểu tiếp phần hai La Mã, cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Thế tình hình Đông Âu cuối những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỷ 20 như thế nào? Đó là các nước Đông Âu cũng rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị gay gắt. Biểu hiện của sự khủng hoảng đó là sản xuất buôn bán thì nó giảm, nhưng mà nợ đình công biểu tình thì lại tăng lên. Vậy đâu là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này? Thì nguyên nhân của cuộc khủng hoảng ở Đông Âu đó là như Liên Xô. Về phần diễn biến thì các bạn sẽ đọc sách giáo khoa trang 10. Cô mời các bạn ghi các ý này vào tập. Vậy hệ quả của cuộc khủng hoảng ở Đông Âu như thế nào? Vậy hệ quả của cuộc khủng hoảng ở Đông Âu như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 nhỏ kết quả. Qua cuộc tổng tuyển cử tự do, các đảng Cộng sản bị thất bại, chính quyền đã rơi vào tay các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Và đến cuối năm 1989 thì chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đổ. Chính quyền mới ở các nước Đông Âu lúc này đã tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác Lênin, thực hiện đa nguyên về chính trị, chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu. Tên nước và ngày quốc khánh đều thay đổi theo hướng chung, chỉ gọi là nước Cộng hòa, như là Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Ukraine, vân vân.
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Và hai sự kiện đánh dấu mốc cho sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ đó là Hội đồng Tương trợ Kinh tế hay còn gọi là Khối Xếp và Tổ chức Hiệp ước Warsaw cũng vì thế mà giải thể. Đây là một tổn thất hết sức nặng nề đối với phong trào cách mạng thế giới, cũng như đối với các lực lượng tiến bộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc, hòa bình, ổn định và tiến bộ xã hội. Cô mời các em ghi ý các ý này vào tập. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm đôi nét về Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. Về kinh tế, giai đoạn 1990 đến năm 1995, GDP là số âm. Từ năm 1996 đến 2000, kinh tế được phục hồi. Cụ thể là năm 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,5% một năm. Đến năm 2000 là 9% một năm. Về chính trị, vào tháng 12 năm 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế tổng thống liên bang. Lúc này, tình hình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Chechnya. Về chính sách đối nội, từ năm 2000, Putin lên làm tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan. Kinh tế thì được phục hồi và phát triển, chính trị và xã hội thì ổn định. Chính vì thế mà vị thế của Liên bang Nga cũng được nâng cao trên trường quốc tế. Về chính sách đối ngoại, một mặt Liên bang Nga ngã về phía phương Tây, nhưng mặt khác lại khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với các thách thức như là nạn khủng bố, ly khai, việc phục hồi và giữ vững vị thế cường quốc Á-Âu của mình trên trường quốc tế. Đó là đôi nét về Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Đây là quốc kỳ, quốc huy của Liên bang Nga. Đây là lược đồ Liên bang Nga. Còn đây là lược đồ Liên bang Nga và các nước láng giềng như là Belarus, Ukraine, Kazakhstan, vân vân. Đây là cung điện mùa đông tại Saint Petersburg, một điểm du lịch nổi tiếng tại nước Nga. Còn đây là nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ ở Moscow, một biểu tượng của sự phục hưng tôn giáo Nga, đã bị phá bỏ vào thời Xô Viết, được xây dựng lại năm 1990 đến năm 2000. Đây là hình ảnh trung tâm thương mại quốc tế Moscow ở Nga. Còn đây là búp bê Nga, một biểu tượng rất nổi tiếng của nước Nga. Cô vừa giới thiệu đôi nét về Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Còn bây giờ là phần hướng dẫn học tập ở nhà. Các em sẽ học bài 1, bài 2 để kiểm tra thường xuyên vào tuần sau. Đồng thời chuẩn bị bài 3 cho cô. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân mến, chào các em.